Có đôi bướm đang lượn xung quanh nhà sàn Thái Nguyên. Hôm nay nắng khá đẹp các bạn. Hoa sen nở các bạn. Nở màu đỏ. Bướm, hai chú bướm cũng đang đi theo. Nhân tiện hoa sen có màu hồng đỏ, anh em cũng nói về những cục đá thạch anh hồng vụn màu đỏ. Thường anh em bỏ vào bao và đóng. Anh em sẽ lựa trong này xem có cục đá hồng nào. Chỗ này mưa rất nhiều nên kiếm được cục hồng khá là khó các bạn ạ. Những viên hồng như thế này được anh em nhà sàn lựa khá là kỹ và làm ra những vật phẩm phong thủy như mặt Phật. Đây các bạn nhìn này, khá hồng. Đá thì hồng 46 được các gia chủ có điều kiện để chôn nền chất trạch các bạn. Rẽ lên nha, chôn nền trạch. Các bạn nhìn thấy vết phèn, xin lỗi, vết vân màu trắng như này là do quá trình sốc nhiệt tạo ra. Nước mang ra những dòng khoáng vật màu trắng mang theo. Đây các bạn nhìn đây. Khi các bạn giải đá thanh vụn 46 dưới nền nhà giúp cho ngôi nhà mình cực kỳ mát, khử các tia xạ, tạo ra hơi dương rất tốt các bạn ạ. Anh em nhà sàn chúc các bạn một buổi ban ngày, một ngày đầy năng lượng. Xin chào và hẹn gặp lại.